Năm nay nhà mình được ăn Tết lớn, vì học mình giờ đây vui hơn. Nhà anh thì không Tết lớn cho mình live show của hai bạn. Ủa anh làm kinh tế ra. Xong rồi. Hát bài khác, hát bài khác. Đúng rồi, mông tuổi trước đấy. Điều nó gì? Bố bố cho đi chơi lại một đồng. Nó cầm gì đâu, chưa ra lại bài. Ở kia nó côn nó cầm đi. Kia nó côn nó cầm hết rồi. Có cần gì tiền đâu. Bắt đầu đến em Thảo Yến nào. Em Thảo Yến tiếp tục. À đây à. Vân Đường. Thôi mấy người vừa bắt ăn tắm. Bắt ăn tắm. Bắt tắm rồi rồi. Đều lại đều lại đến chuyện này. Em thôi chị cho em tiếp tục biểu diễn trước, em Thảo Yến một bài đi để nhận bình chuẩn. Mình là chị, mình phải biểu diễn hơn em. Tiếp bài gì nữa? Con có ba bài của Thảo Yến. Thôi hôm nay hát happy birthday chúc mừng bạn anh. Đây happy birthday đi. Ôi anh thằng xíu xong rồi đây. Xin chào chung à. Tôi xin chào bác ạ nhé. À hôm nay hát bài chúc mừng sinh nhật bác ạ. Có biết bác ạ, có biết hát bài happy birthday không? Happy birthday to you. Ngược mũ rồi. Ngược mũ rồi. Happy birthday to you. Không bạn nào vương phương là gì nhỉ? Để có hát bài khác, bài Tết. Không, hát bài chúc mừng sinh nhật các bạn. Cả hai bạn hát. Happy birthday. Mở hai má đây. Mà happy birthday. Con ai là thế này? Ai giải bao ngày rồi? Ai là mừng tuổi cho cái cháu này nhá. Mua một tờ mới tờ cũ thì bốc thăm thì vào được. Đi nè. Trời ơi. Không đổi. Không đổi. Ổn lắm. Ê này được ổn lắm. Hát này. Hát này nhân lúc này mừng tuổi. Hát này là hát được cái gì? Cái gì cái gì rượu được. Bố Tâm đang mùng tuổi kìa, ai mùng tuổi, bố Tâm mùng tuổi à? Thao, cái này nghèo. Nghèo. Anh không quay, anh không quay. Ngã, ngã. Ghế, 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 ghế. Đừng cười nữa đi, cho nó hát, đừng ai cười nữa. Rồi, không ai cười. Anh bây giờ anh... Không được hát, không được quay, không được quay, không được quay, hiểu chưa? Ừ, được rồi. Thế mới để ý. Đâu, 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 đâu. Nhìn thấy bên này sách mới á. Nào đến đây hát đi. Nó mới chuyện nhau nữa. Mình thấy chưa hát được nữa không? Nó mới chuyện nhau.
Cái này em tìm cho bạn mà, anh có quay đâu, anh có quay đâu. Nhìn thấy vào cái điện thoại là để ý. Chị hát có 3 cái này đàn em không? Bà tên đi, bà tên, tên lớn nữa. Rồi em chào Tết. Em chào Tết. Rồi em chào Tết, em chào Tết. Em nhận các ngày cũng bỏ bưởi nhá. Em chào Tết, em chào Tết, cho em múa. Thấy em hát. À Thảo Yến hát, Thảo Yến hát. Sao đầu con quen mất rồi. Đâu hát gì? À, bắt đầu nào. Bắt đầu nào, em chào Tết nào. Thảo Yến không? Ờ, của nhạc sĩ Bích Phương ấy. Hình như bài Miranda cũng là của nhạc sĩ Bích Phương. Nhạc sĩ Quang Phương đi. Anh quay tắt đèn.